X51 Story mến chào quý thính giả. Chứng kiến Hạng Vũ thảm sát Hàng Binh, Hàn Tín biết Hạng Vũ không thể thành đại sự được, bèn nghĩ đến việc tìm minh chủ khác để đầu quân. Sau trận Cự Lộc đánh bại quân Tần, Hạng Vũ tự phong cho mình là Tây Sở Bá Vương, đóng đô ở Bành Thành, Từ Châu, Giang Tô ngày nay, và trở thành tổng minh chủ của các lộ chư hầu, phân chia địa hạt phong cho 18 lộ chư hầu. Sử sách ghi chép, Hạng Vũ phong vương hầu cho 18 chư hầu, cuối cùng phong Lưu Bang làm Hán Vương. Tuy nhiên, đó là sai lầm vô tình hay cố ý của các sử gia. Thực tế, sau khi tra lại lịch sử, thì Hạng Vũ đồng thời phong vương hầu cho 18 chư hầu, bao gồm cả Hạng Vũ trong đó, 18 vương hầu đều trích máu ăn thề. Cảnh tượng 18 lộ chư hầu ăn thề khi đó thì Hàn Tín hộ vệ của Hạng Vũ cũng được chứng kiến. Hàn Tín thấy một số chư hầu có tâm bất mãn, không lâu sau ắt sẽ làm phản. Hàn Tín thấy Lưu Bang là người có thể thành đại sự, thế là sau khi Lưu Bang đi Hán Trung, Hàn Tín rời quân doanh của Hạng Vũ đến đầu quân cho Lưu Bang. Có sách chép trên đường đi, Hàn Tín hỏi đường hai nông phu, sau đó giết người đó, vì sợ quân Hạng Vũ đuổi đến, sợ hai người này nói đến mình. Thực tế sử sách không chép chuyện này, mà chuyện này được viết trong tiểu thuyết Dụ Thế Minh Ngôn, thời nhà Minh. Một cao nhân dùng công năng Huệ Nhãn thông tra xét lịch sử, xác nhận không có sự việc này. Sự việc này là được tác giả tiểu thuyết hư cấu ra. Chỉ cần nghĩ một chút là sẽ thấy vô lý. Vì chỉ có Tiêu Hà mới biết tài Hàn Tín, Hạng Vũ rất coi thường Hàn Tín. Làm sao phải sai quân đi đuổi một tên lính vô danh tiểu tốt bỏ trốn. Hàn Tín đầu quân cho Lưu Bang, cả Lưu Bang cũng không để mắt tới Hàn Tín, để Hàn Tín làm chức quan nhỏ. Sau này có người phạm pháp liên lụy đến Hàn Tín, khiến Hàn Tín suýt bị xử trảm. Sự việc này sử sách ghi chép chính xác. Sử sách còn chép, khi sắp bị chém đầu thì Hàn Tín ngửa mặt lên trời hô lớn, đại vương muốn thành tự bá nghiệp thiên hạ không? Tại sao lại trảm tráng sĩ? Hạ hầu anh nghe thấy thì kinh ngạc quay đầu nhìn, chàng trai này khí độ phi phàm, một câu nói đã nói rõ suy nghĩ chân thực của Lưu Bang, có thể thấy anh ta không phải hạng tầm thường. Thế là hạ hầu anh lập tức miễn tội cho Hàn Tín. Đúng thế, lúc này tài ăn nói của Hàn Tín đã khá tốt rồi. Hạ hầu anh đàm đạo với Hàn Tín, nhận thấy anh quả là bậc thiên tài, liền tiến cử với Lưu Bang. Đáng tiếc là Lưu Bang không cho rằng Hàn Tín là thiên tài, Lưu Bang không nhìn thấy tài kinh luân trời đất của Hàn Tín. Nhưng vì nể mặt bằng hữu nên Lưu Bang đã cho Hàn Tín làm viên quan quản lý kho lương. Đầu tiên Hàn Tín dùng biện pháp xuất cũ nhập mới, kho lương mở hai cửa, cửa trước nhập lương thực mới, cửa sau xuất lương thực cũ. Cứ theo thứ tự như thế để tránh lương thực để lâu biến chất, và đã để lại câu thành ngữ, nhập mới xuất cũ, thôi trần xuất tân, này. May mắn thay, chức vụ này khiến Hàn Tín có cơ hội tiếp xúc với Tiêu Hà. Tiêu Hà vừa đàm đạo với Hàn Tín liền nhận ra đây là bậc kỳ tài, và tiến cử với Lưu Bang. Lưu Bang vẫn không sử dụng, thế là Hàn Tín bỏ đi. Cao nhân qua công năng thấy rằng, khi đó Hàn Tín nghĩ, sư phụ nói mình làm tướng chỉ cần đánh trận 3 năm. Hiện nay thiên hạ sắp đại loạn rồi, mình không làm tướng quân thì không có ngày xuất đầu lộ diện nữa rồi. Thế thì mình lạc thảo làm thảo khấu, cũng đứng đầu một vùng núi, như thế khi thiên hạ hỗn chiến, mình sẽ trực tiếp xuất quân thành tựu đại nghiệp. Tiếp theo đó là câu chuyện Tiêu Hà cưỡi ngựa đuổi theo Hàn Tín dưới ánh trăng. Trở về, Tiêu Hà dốc sức tiến cử, Lưu Bang mới cho gọi Hàn Tín vào đàm luận. Một buổi đàm luận của Hàn Tín sánh với Long Trung Đối của Gia Cát Lượng đời sau, và có thể gọi nó là Hán Trung Đối, đã chỉ rõ phương hướng cho Lưu Bang. Sau đó Lưu Bang xây đàn bái tướng phong Hàn Tín làm đại tướng quân, thống lĩnh binh mã các lộ. Các quan tướng thầm thì, mọi người đều không phục. Hàn Tín đã định ra sách lược thống nhất thiên hạ cho Lưu Bang, bước thứ nhất chính là ra khỏi Hán Trung, bình định Tam Tần. Đích thân Hàn Tín đi khảo sát cổ đạo Trần Thương mà sư phụ Hàn Tín đã chỉ bảo, thấy lối vào đúng y như sư phụ miêu tả thì trong lòng đã rất yên tâm rồi. Tháng 4 năm 206 trước công nguyên, Lưu Bang vào Hán Trung. Tháng 8 Hàn Tín dẫn đại quân từ đường Trần Thương lặng lẽ rời khỏi Hán Trung, và bất ngờ xuất hiện trên bình nguyên Quan Trung, tiến vào hậu phương của quân Tần thị trấn trọng điểm quân sự Trần Thương. Nhiều người đặt ra câu hỏi, ra khỏi Hán Trung, bình định Tam Tần là công lao của Lưu Bang hay của Hàn Tín? Sử ký và Hán thư đã viết rõ ràng rằng, đó là chiến công của Lưu Bang, Hán Vương dùng kế của Hàn Tín, sang năm sau Hán Vương tiến về phía đông, chặn Vương Hân, giết Vương Ế, Hà Nam Vương Thân Dương đầu hàng. Như thế này có nghĩa là hoàn toàn là công lao của Lưu Bang, chỉ dùng mưu kế của Hàn Tín, ám độ Trần Thương, mà thôi. Tuy nhiên, các học giả lịch sử hoài nghi việc này, cho rằng những trận thắng đó là Hàn Tín đánh, bởi vì trước khi Lưu Bang sử dụng Hàn Tín, về cả chiến lược và chiến thuật đều rất bình thường. Các tài liệu lịch sử chính thức của Triều Tây Hán đã ngụy tạo một cách có hệ thống sau khi được Lưu Bang ra lệnh, gần như đã thay đổi hoàn toàn. Dùng đạo trời đánh giá thì việc này tạo nghiệp khá lớn. Tuy nhiên, mỗi lần ngụy tạo đều để lại những sơ hở.
bởi vì lời nói dối thì không thể nào bịa ra 10 phân vẹn 10 được, đạo trời cũng không cho phép ông ta bịa ra vẹn toàn được. Tư tưởng chủ đạo của Ngụy Tào lịch sử là hạ thấp Hàn Tín, hạ nhục Hàn Tín. Do đó Lưu Bang hết lời ca ngợi Trương Lương là người đứng đầu trong Hán Sơ Tam Kiệt, và đánh giá công lao Tiêu Hà là công thần đệ nhất, công khai áp chế Hàn Tín. Luận về chiến công, Lưu Bang còn đưa Tào Tham thuộc hạ của Hàn Tín lên thành chiến công đệ nhất và bỏ không Hàn Tín. Tài liệu lịch sử đương triều có tạo giả, sau này Tư Mã Thiên dựa vào những tài liệu này để viết sử ký, và người đời sau viết Hán Thư, cho nên không thể nào có được tư liệu lịch sử chân thực. Hàn Tín tốc chiến đại phá Chương Hàm đại tướng quân Sở, vốn là chủ soái quân Tần trước đây, nhưng trong sử sách, hoàn toàn không ghi chép về trận này Hàn Tín đã đánh như thế nào. Bởi vì nếu ghi chép lại, thì ai cũng nhìn ra những chiến thuật cao siêu sáng suốt đó, thì Lưu Bang hoàn toàn không thể nào nghĩ ra được, thế thì không thể nào đoạn những chiến công của Hàn Tín đó quy về cho Lưu Bang được. Ung Vương Chương Hàm dốc hết binh sĩ toàn quốc xuất chiến, đến dưới thành, nhưng Hàn Tín mấy ngày liền đều không xuất binh, làm nhụt chí quân địch. Đợi khi quân địch mệt mỏi thì đột ngột xuất binh, Chương Hàm đại bại bỏ chạy, lùi về thành Hảo Trĩ rồi, Chương Hàm không dám xuất đầu nữa. Sau đó Hàn Tín dốc sức tấn công thành từ ba mặt. Đây mới là chiến pháp đánh trận, để một con đường rút cho quân địch bỏ chạy, nếu không, quân địch sẽ tử chiến đánh đến cùng, khiến quân ta thương vong cực lớn. Kết quả là Chương Hàm bỏ thành tháo chạy, Hàn Tín dẫn quân đuổi đến cùng. Chiến pháp này sau này được Lý Thế Dân thường xuyên áp dụng. Binh pháp Tôn Tử chẳng phải đã nói rằng, giặc cùng chớ đuổi, cùng khấu vật truy, đó sao? Tại sao Hàn Tín lại không theo binh pháp? Một cao nhân có công năng tra xét lại binh pháp Tôn Tử và nói rằng, đó là người đời sau đã truyền sai, vốn là, giặc cùng chớ ép, cùng khấu vật bách, chữ, bách, và chữ, truy, có hình dạng gần giống nhau. Chỉ sai khác một chữ mà ý nghĩa khác nhau một trời một vực. Giặc cùng chớ ép là đúng, không được ép buộc quân địch vào chỗ không còn con đường sống, họ liều chết thì sẽ gây tổn thất rất lớn. Cho quân địch một con đường sống, sau đó đuổi tận cùng. Trong quá trình chạy trốn, quân địch sẽ tự dẫm đạp lên nhau, tổn thất cho quân địch mới lớn nhất. Quân địch trong khi trốn chạy thì khó đánh trả được, cho nên quân ta sẽ tổn thất ít nhất. Giặc cùng chớ đuổi, đây là phát minh của con mọt sách. Trận chiến Cự Lộc, khi Hạng Vũ đánh bại Chương Hàm, phá phủ Trầm Chu, quyết tâm cao, sai binh sĩ đem theo lương thực 3 ngày anh, đuổi tận cùng không ngừng nghỉ. 8.000 quân tinh nhuệ thân tín của Hạng Vũ khi đó cũng có Hàn Tín trong đó. 3 ngày đuổi 300 dặm, liên tiếp đánh tan 9 doanh trại lớn, đó mới là biết đánh trận. Chương Hàm thất bại chạy đến thành Phế Khâu, Hàn Tín sắp xếp quân vây chặt xung quanh thành, vây thành đánh tiếp viện và để lại Lưu Bang để họ khuyên hàng Chương Hàm. Sau đó Hàn Tín dẫn một đội tinh binh giải quyết nốt hai nước còn lại của vùng đất Tam Tần. Tại sao Hàn Tín lại gấp gáp như thế này? Thứ nhất, binh quý thần tốc. Thứ hai, ông đã có ước hẹn với sư phụ, từ ngày làm tướng quân, chỉ có thể đánh trận đến cuối năm thứ tư, rồi mau trở về, nếu không sẽ có cái họa sát thân. Thế nên Hàn Tín rất sốt ruột. Vậy tại sao Hàn Tín lại để lại Chương Hàm mà không đánh? Cứ vây thành như thế đến năm thứ hai, đến khi Lưu Bang bại trận ở Bành Thành, Lưu Bang mới đích thân dẫn quân quay lại dùng nước sông dìm ngập Chương Hàm. Phải chăng công thành quá khó chăng? Cao nhân nói, đó cũng là Ngụy Tạo tư liệu lịch sử. Không phải là Lưu Bang đánh trận đó. Lúc đó Lưu Bang vây thành Phế Khâu, ở nguyên chỗ đó bất động, ông ta không dám chỉ huy. Dùng nước sông dìm ngập thành Phế Khâu, Lưu Bang làm sao có bản sự đó? Đó là Hàn Tín chỉ huy. Hơn nữa, không phải năm thứ hai mới hạ được Phế Khâu. Hãy thử nghĩ xem, làm sao Hàn Tín dám để Chương Hàm ở hậu phương mà lại đi đánh Trung Nguyên trước được? Hậu phương bất ổn, Chương Hàm lại là danh tướng, một khi bị cắt đường lui và đương cung cấp lương thực thì sẽ thua toàn cuộc rồi. Hàn Tín sẽ không phạm sai lầm thấp cấp như vậy được. Để cứu vãn thể diện của Lưu Bang bị thua trận thảm hại ở Bành Thành vào năm thứ hai, đã dịch chuyển trận chiến dùng nước sông nhấn chìm thành Phế Khâu diệt Chương Hàm sang năm thứ hai, tạo thể diện cho Lưu Bang. Sau này Tư Mã Thiên viết sử ký, Ban Cố viết Hán Thư, đều sử dụng tài liệu đã bị Ngụy Tạo này. Tháng 8 mùa thu, Hàn Tín dẫn quân từ Trần Thương đánh bại Chương Hàm, sau đó tiêu diệt nước Trạch và nước Tái. Tháng 10 mùa đông, Hàn Tín trở về ép Chương Hàm đầu hàng. Chương Hàm vẫn không chịu đầu hàng, quả là kẻ sĩ trung nghĩa. Cuối cùng Chương Hàm bại trận tự sát, Hán Tín chớp nhoáng chiếm được Tam Tần. Vậy khi đó có dùng nước sông nhấn chìm thành Phế Khâu không? Cao nhân nói, đúng là có chuyện đó. Khi đó Hàn Tín không còn thời gian chờ đợi, không thể để lại mối hỏa hoạn sau này, đó là đại kỵ của nhà binh. Đào lấy nước sông vị nhấn chìm thành Phế Khâu, chiến pháp này là Hàn Tín đã được học từ sư phụ, đối với Hàn Tín mà nói, nó quá đơn giản. Lưu Bang và những người dưới trướng của ông làm sao có thể biết được chiến pháp này? Dùng nước nhấn chìm, đánh thắng nhanh chóng và nhẹ nhàng, nhưng đối với bách tính trong thành thì đó là tai họa thê thảm. Cao nhân nói,
đó là người đời sau học theo chiến thuật nhấn chìm ghi trong sử sách. Bởi vì sử sách ghi chép quá ngắn gọn, khiến người đời sau không học được cảnh giới chiến thuật dùng nước nhấn chìm của Hàn Tín. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.